Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Kênh Cút cùng và bếp nha. Hôm nay Nguyên Cút sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất phù hợp vào dịp cuối tuần, đó là món ba đỏ heo nướng sốt tương cay, chuẩn bị hàng ngũ các bạn nha, rất thơm và ngon nha. Nào chúng ta cùng làm thôi. Để bên lề chúng ta sẽ có 500g thịt ba đỏ heo các bạn nha. Các bạn có thể mua về mình, sau đó mình cắt sẵn hoặc có thể để đông cứng lại, các bạn cắt sẽ dễ hơn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sắc nhuyễn nha các bạn nha. Sắc càng mỏng càng tốt. Thì chúng ta sẽ ướp những đường sốt OK, và cuối cùng chúng ta đã có được một mâm ba loại heo đã cắt mỏng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm phần sốt tương cay các bạn nha. Nguyên liệu chúng ta đương nhiên sẽ có là thịt heo rồi, ba loại rồi. Rồi chúng ta sẽ có là 100g bơ lê các bạn nha. Cùng với hành tây là chúng ta sẽ có là 100g luôn. Cùng với gừng chúng ta sẽ có khoảng 5-10g các bạn nha. Và tỏi cũng vậy, khoảng cỡ 10g luôn. Và chúng ta sẽ có nước là 50ml các bạn nha. Cùng với đường chúng ta sẽ có là 50g các bạn nha. Và đương nhiên phải có tương ớt Hàn Quốc các bạn là 100g. Cùng với nước tương đó là 30ml. Cùng với bột ớt là 10g. Và sẽ có nước đường đặc các bạn nha, khoảng 30g. Cùng với dầu mè là sẽ có là 10ml các bạn nha. Và đầu tiên chúng ta sẽ xay cái phần hành tây cùng với lê cùng với gừng và tỏi các bạn nha. Để phần chúng ta sẽ làm sốt các bạn. Các bạn có thể lên, các bạn có thể để giữ nguyên vỏ cũng được các bạn nha, sẽ tốt và dinh dưỡng nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ xay nhuyễn chung với nước các bạn nha. 50ml nước đó, cho mình xay lên. OK, bây giờ chúng ta đã có được phần hương vị sốt và rau củ đó, các bạn mình đã xay rồi đó. Bây giờ mình sẽ trộn những nguyên liệu còn lại vào chung các bạn nha. OK, và bây giờ chúng ta sẽ cho những nguyên liệu còn lại vào như là bột ớt nè, cho vào nào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho dầu mè vào nè, đó. Nước tương nè, cùng với đường. Và chúng ta chắc chắn là sẽ không thể nào mà thiếu được cái tương ớt rồi các bạn. Nó tạo vị đặc trưng của người Hàn Quốc các bạn. Nếu bạn nào mà muốn hương vị ra kiểu chuẩn người Hàn Quốc phải có tương ớt các bạn nha, với lê là hai cái nguyên liệu đặc biệt của người Hàn Quốc các bạn. Còn các bạn có thể làm Việt Nam thì có thể bỏ tương ớt bằng tương ớt về Việt Nam, lê thế bằng những nguyên liệu khác như là thơm hay là táo các bạn đó cũng được nha, nhưng mà sẽ không đa vị giống Hàn Quốc thôi. Chúng ta sẽ cho cái phần nước đường đặc vào luôn các bạn nha, và chúng ta sẽ trộn lên đó, là sẽ thành hỗn hợp. OK, tiếp theo mình chúng ta sẽ bắt đầu cho hỗn hợp sốt vào sốt tương cay vào cái thịt ba loại nha. Chúng ta sẽ trộn đều cho thịt ba loại thấm gia vị và chúng ta sẽ ướp khoảng 2-3 tiếng các bạn. Các bạn có thể bọc lát tiếp lại nha, ướp càng lâu thì sẽ càng thấm hơn thôi, sẽ ngon hơn. Còn phần sốt dư chúng ta sẽ nấu luôn các bạn, chúng ta sẽ chấm ăn kèm hoặc là để dùng tự tử cũng được các bạn nha. Đó là ngon hơn các bạn ơi, ngọt dịu dịu các bạn, ngọt từ những chất tự nhiên á, không phải ngọt mà dùng đường như nhiều với mình, thơm lắm.
đây cái phần mà sốt mình dùng hết á, mình sẽ nấu lên bạn nha, nấu sôi sau đó mình sẽ bỏ ngăn mát tủ lạnh sử dụng từ từ các bạn nha. Đó, có thể chấm ăn kèm mất thơm rất ngon các bạn nha. Đó. Ok, và sau khoảng 2-3 tiếng thì chúng ta sẽ lấy khay ba đội đã ướp vào và mở nó tiếp và chuẩn bị nướng thôi các bạn ơi. Các bạn hãy nướng bằng lò điện, lò than, lò hồng ngoại, kiểu như lò áp chảo gì đó thì các bạn nha. Nhưng mà nướng than thì sẽ nướng mà vị sẽ ngon hơn các bạn nha, sẽ nở, sẽ tươi mỡ hơn, ăn sẽ ngon hơn các bạn nha. Ok, và chúng ta đã nướng được xong được mẻ nướng thịt ba rọi sốt tương cây Hàn Quốc các bạn, rất thơm và ngon nha. Bây giờ cuối cùng chúng ta xếp ra mâm ra dĩa và rắc mè lên, rang lên là chúng ta đã hoàn thành món ăn này rồi các bạn. Chuẩn bị thưởng thức thôi cả nhà ơi. Wow, cả nhà xem ngon không nào, quá tuyệt vời nha. Thịt ba rọi nướng thơm thơm giòn giòn nhai nhai sực sực đó, ăn kèm với các loại rau sống, rau tươi và nước sốt thì quá tuyệt vời các bạn ơi. Còn bạn nào mà không có những nguyên liệu trên đó thì chúng ta có thể ăn kèm với cơm cũng được, rất ngon các bạn nha, kiểu như gọi là cơm tấm kiểu Hàn Quốc các bạn, rất thơm và ngon nha. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau, nhớ đừng quên like, đăng ký và share cho các bạn nha. Bye bye, yêu cái nghề rất nhiều.